Trời ơi. Ui à. Lấy sao được? Trời ơi. Ghê quá. Ui trời ơi. Ê là ơi, xem này mực này, còn mực không nhá cả nhà, đây nè. I just realized I've been bắt đầu lên đường. Xin chào, tôi tên là Huy. Rồi hello, xin chào mọi người, tôi tên là Hà Sao Sao đấy nhá. Rồi. Hi, tôi tên là Hà Ben. Hello, chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Sia Lomusia Vlog. Hôm nay anh em tiếp tục sẽ làm clip đi sinh tồn ở trong rừng. Chỉ mong mọi người hãy theo dõi video của mình nha. Và hãy ủng hộ, đăng ký và subscribe nhé mọi người. Hello mọi người, chờ anh em phát hiện tổ ong. Hôm nay anh em bắt buộc phải lấy tổ ong này. Đây nha mọi người. Thả nó xuống đi. Đi à. Không có tổ thơm rồi à. Nó cắt quá trời kìa. Ong này dữ lắm mọi người ơi. Hiện giờ là 6 giờ đó mọi người. Trời 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 khát khát nè. Hiểu có sát đấy giờ. Tôm phản năng thôm tộc. Rôm bây giờ. Đây cả nhà. Ô nhiều mật quá cả nhà ơi. Nhà ơi. Nhiều mật quá. Trời ơi. Thảo quá. Hôm nay chúng mắn rồi cả nhà ơi. Đây. Bảy giờ mấy lên trong rừng lấy mật ong đây. Bảy giờ mấy đây cả nhà. Đảo quá. Quá kinh khủng luôn. Anh phải lại đốt gì? Đây cả nhà. Đó. Đó. Đây. Sam Sam đang lấy mật nha cả nhà. Em liếm rồi. Em liếm lấy tí nữa. Một cục. Trời ơi. Ghê quá. Chưa từng thấy mật như thế này luôn. Ui trời ơi. Ui, sao thế? Sao mày khơi. Là mà bằng này cũng chưa hết luôn à. Đâu thêm. Trời ơi quá, thật mà. Thế đâu thế cô thêm thế đi. Mà toàn nước không đấy. Mổ thêm bên này xíu. Mổ. Đây là cái đầu của nó này. Anh chưa? Rồi bắt đầu nước rồi đó. Cái sắt quá. Thì mày thương lắm mà đâm. Thì được quý quá mày. Được quý quá chứ vậy. Ờ. Thì mày lấy này đây. Nó bắt đầu thiệt. Ui, chú ta. Má. Hắn nữa. Chứ vậy. Là trời ơi mà chưa từng thấy cái này luôn nè. Đây, lấy nha. Lấy đi. Để anh em làm hồi hộp. Hồi hộp thiệt mà. Rồi, chẳng đến lúc thứ 3 rồi. Ôi ôi, đi lại phía rồi vợ. Lâu dữ vậy. Trời ơi. Từ đây. Đúng kia chưa. Đây này, đầu thơ nè. Đây là đầu thơ nè. Đây, nước trên này nè. Ghê vậy. Giờ đang tối dần nè. Giờ gần 7 giờ nha cả nhà.
Trời ơi, lấy cục luôn nè. Ui, mày cần rượu lắm là. Trời ơi, ghê vậy. Ghê quá. Trời ơi. Ui da, lấy sao đây rồi. Ghê quá, trời ơi. Ê là ơi, xem này mực này, còn mực không nhá cả nhà, đây nè, đậu quá. Trời ơi, ghê chưa? Rồi. Mắn rồi anh em ơi. Trời ơi, phụ đi. Hấp tay không? Trời ơi. Ôi da, quá. Nhà ơi, xem này. Nè, ghê chưa? Nặng quá. Ghê chưa mọi người? Này, đã đấy chưa? Đây nè. Mực không à? Mực không này cả nhà. Đây, đây. Mày ê, có, trời ơi. Đây nè, cả nhà. Quay cho cả nhà xem luôn. Trời ơi. Mật rừng nha cả nhà. Khưng cái gì? Mật rừng trên cây. 20 giờ hãy liên hệ với xe là mua xe là lọc. Nữa nha, chứ không phải là hết đâu. Đây, còn nữa hả? Đây. Nghe chưa? Nữa. Hết chưa? Thế chưa? Mà thấy con này thì mà thấy hay hay kìa. Nghe không? Mà cái thấy giúp đúng rồi, con đưa hay đi. Át đấy rồi, chết rồi. Ê, giúp làm gì? Giúp. Nó bao nhiêu xuống nữa rồi nè. Mà hay là người đó, chết rồi. Bự lắm nha. Đây này nè, bự lắm. Bằng cái nồi luôn á. Cái nồi này to nha. Xuống làm gì chứ? Đâu quá trời. Mày thôi rồi, anh đã rồi. Ừ, lấy áo mưa bỏ. À, lấy áo mưa đi. Lấy áo mưa bỏ hết kìa. Áo mưa đi. Bây giờ. Hai mũi rồi đó. Giờ đang tối rồi. Bây giờ anh em đi kiếm chỗ mà để nghỉ chân hôm nay. Ngày mai mình sẽ quay cho mọi người xem nữa. Đây cả nhà, mình đã kiếm được chỗ vững chân. Hôm nay anh em mình sẽ ngủ đây. Ngủ đây qua đêm. Rồi, anh em nào kiếm củi thì cứ kiếm củi. Đây, bốn anh em sẽ ngủ chỗ này nhá. Thì mình lên từ nhà từ 3 giờ tới đây là khoảng hơn 6 giờ nhé cả nhà. Hà tông người chịu bay ra chỗ này trước bên đấy gì à? Đây anh em. Cú sọ nó to quá. Đây Huy đang buồn nhớ vợ hết đấy. Cả nhà cùng dùng. Anh em ăn cơm nha. Đây, món của mình tối giờ là 22 giờ nha cả nhà. Giờ anh em mới ăn cơm. Chào buổi sáng nha cả nhà. Giờ là 7 giờ rồi. Giờ anh em bắt con nòng nọc với con ếch. Đây. Tí nữa mình làm món. Đây, cơm mình nấu này, cơm cháy này. Ăn cơm đi. Mời mọi người ăn cơm nha.
đang ăn sáng nha mọi người. Ăn sáng của mình là như vậy thôi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Hôm nay anh em chỉ ăn như vậy thôi. Trong rừng bên đang lưới lan nha, lấy cầm báo. Cây này cao tầm hơn 20 mét nha. Hôm nay giờ mình tiếp tục sẽ lấy ong này. Đây cả nhà. Cây to lắm. Đây cây to luôn nha cả nhà. Mình sẽ lấy cho này. Anh em sắp lấy mật rồi. Gần tới rồi nha mọi người. Lấy chưa? Lấy rồi. Lấy rồi. Lấy rồi. Ghê quá. Ôi trời. Nó dập nát hết rồi. Nó mật không này. Mật không. Quá. Nát hết nha. Đây này. Ui ui trời. Dài dữ vậy trời. Đây là ui. Toàn hết rồi kìa. Nhanh lên. Toàn mật không nha. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.